Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. 12 loại trái cây có lợi trong và sau khi điều trị ung thư. Quý vị và các bạn thân mến, không có gì khó hiểu rằng chế độ ăn uống của bạn có thể ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển ung thư. Tương tự như vậy, tiêu thụ thực phẩm lành mạnh là rất quan trọng nếu bạn đang được điều trị hoặc phục hồi sau ung thư. Một số loại thực phẩm bao gồm trái cây có chứa các hợp chất tăng cường sức khỏe có thể làm chậm sự phát triển của khối u và giảm tác dụng phụ nhất định của việc điều trị để giúp bạn dễ dàng phục hồi. Lựa chọn trái cây cho những người bị ung thư. Khi được điều trị hoặc phục hồi sau ung thư, lựa chọn thực phẩm bạn ăn là vô cùng quan trọng. Các phương pháp điều trị ung thư như hóa trị và xạ trị gây ra nhiều tác dụng phụ, có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc được cải thiện bởi những gì bạn ăn và uống. Các tác dụng phụ thường gặp của hóa trị và xạ trị bao gồm mệt mỏi, thiếu máu, buồn nôn, nôn, thay đổi khẩu vị, bị tiêu chảy, táo bón, bị đau khi nuốt, khô miệng, lở miệng, tập trung kém, thay đổi tâm trạng. Chọn chế độ ăn uống của bạn với các thực phẩm bổ dưỡng bao gồm cả trái cây, giúp cung cấp cho cơ thể bạn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chọn chế độ ăn uống của bạn với các thực phẩm bổ dưỡng bao gồm cả trái cây, giúp cung cấp cho cơ thể của bạn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong suốt quá trình điều trị ung thư. Tuy nhiên, điều quan trọng là điều chỉnh sự lựa chọn trái cây của bạn với các triệu chứng cụ thể. Ví dụ, trái cây xay nhuyễn hoặc sinh tố trái cây là một lựa chọn tốt nếu bạn gặp phải khi nuốt. Trong khi trái cây giàu chất xơ có thể giúp thúc đẩy sự đều đặn nếu bạn đang bị táo bón. Bạn cũng có thể muốn tránh một số loại trái cây dựa trên các triệu chứng của bạn. Ví dụ, trái cây họ cam quýt có thể gây kích ứng loét miệng và làm xấu đi cảm giác khô miệng. Cuối cùng, toàn bộ trái cây như táo, mơ và lê rất khó để một số người bị ung thư ăn do lở miệng, khó nuốt, khô miệng hoặc bồn chồn. Một số thực phẩm có thể làm xấu đi hoặc cải thiện các tác dụng phụ nhất định của phương pháp điều trị ung thư. Tốt nhất là điều chỉnh lựa chọn trái cây với các triệu chứng cụ thể của bạn. Dưới đây là 12 loại trái cây tốt nhất trong và sau khi điều trị ung thư. 1. Quả việt quất. Quả việt quất là một loại quả giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất xơ, vitamin C và mangan vào mỗi khẩu phần. Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa và đã được nghiên cứu kỹ về tác dụng chống ung thư. Quả việt quất cũng có thể giúp làm giảm bớt tổn thương não do hóa trị, một ngôn ngữ được sử dụng để mô tả các vấn đề về trí nhớ và sự tập trung mà một số người gặp phải trong quá trình điều trị và phục hồi ung thư. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy uống nước ép quả việt quất hàng ngày trong 12 tuần giúp cải thiện trí nhớ và học tập ở người lớn tuổi. Tương tự, một đánh giá gần đây của 11 nghiên cứu đã báo cáo rằng quả việt quất đã cải thiện một số khía cạnh của chức năng não ở trẻ em và người lớn. Mặc dù các nghiên cứu này không bao gồm những người trải qua điều trị ung thư, những phát hiện vẫn có thể được áp dụng. 2. Cam. Cam là một loại trái cây thuộc họ quýt, phổ biến, được ưa chuộng vì vị ngọt, màu sắc rực rỡ và thành phần dinh dưỡng cao. Chỉ cần một quả cam vừa có thể đáp ứng và vượt quá nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn, đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng khác như thiamine, folate và kali. Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch và có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn trong và sau khi điều trị ung thư. Nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C có thể làm giảm sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư và hoạt động như một liệu pháp chống lại một số loại ung thư. Vitamin C từ cam cũng có thể tăng cường hấp thu sắt từ thực vật. Điều này giúp bảo vệ chống thiếu máu, một tác dụng phụ phổ biến của hóa trị liệu.
Chuối có thể là một bổ sung tuyệt vời vào chế độ ăn uống cho những người phục hồi từ bệnh ung thư. Chúng không chỉ dễ dung nạp cho những người khó nuốt, mà còn là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm vitamin B6, mangan và vitamin. Ngoài ra, chuối có chứa một loại chất xơ gọi là pectin, có thể đặc biệt có lợi cho những người bị tiêu chảy do phương pháp điều trị ung thư. Vì chuối rất giàu kali, chúng cũng có thể giúp bổ sung chất điện giải bị mất do tiêu chảy hoặc nôn mửa. Hơn nữa, các nghiên cứu về ống nghiệm đã quan sát thấy rằng pectin có thể giúp bảo vệ chống lại sự tăng trưởng và phát triển của các tế bào ung thư ruột kết. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định xem pectin được tìm thấy trong chuối có thể làm chậm sự phát triển tế bào ung thư ở người hay không. 4. Bưởi chùm. Bưởi chùm là một loại trái cây bổ dưỡng chứa chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Ngoài việc cung cấp một lượng lớn vitamin C, vitamin A và kali, nó còn giúp các hợp chất có lợi như lycopene. Lycopene là một carotin có đặc tính chống ung thư mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể làm giảm tác dụng phụ tiêu cực nhất định của phương pháp điều trị ung thư, chẳng hạn như hóa trị và xạ trị. Một nghiên cứu ở 24 người trưởng thành cho thấy uống 500ml nước ép từ trái cây họ cam quýt, bao gồm cả bưởi chùm, tăng lưu lượng máu đến não, có thể giúp giảm thiểu tổn thương não do hóa trị. Hãy nhớ rằng bưởi có thể tác động vào một số loại thuốc, vì vậy tốt nhất là bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi thêm nó vào chế độ ăn uống của bạn. 5. Táo. Táo không chỉ là một trong những loại trái cây phổ biến nhất, mà còn là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng nhất. Mỗi khẩu phần đều giàu chất xơ, kali và vitamin C, tất cả đều có lợi cho việc phục hồi ung thư. Chất xơ có trong táo có thể giữ cho mọi thứ di chuyển qua đường tiêu hóa của bạn dễ dàng. Kali ảnh hưởng đến sự cân bằng chất lỏng của bạn và có thể giúp tăng. Kali ảnh hưởng đến sự cân bằng chất lỏng của bạn và có thể giúp ngăn ngừa sự lưu giữ chất lỏng, một số tác dụng phụ phổ biến của một số loại hóa trị liệu. Cuối cùng, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa để hỗ trợ chức năng miễn dịch và chống lại sự phát triển của tế bào ung thư. 6. Chanh. Được biết đến với vị chua và mùi hương cam quýt đặc trưng của chúng, chanh cung cấp một loạt các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong mỗi khẩu phần. Chúng đặc biệt giàu vitamin C nhưng cũng chứa một ít kali, sắt và vitamin B6. Các nghiên cứu về ống nghiệm đã phát hiện ra rằng chiết xuất chanh có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của một số loại tế bào ung thư. Một số nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy một số hợp chất trong chanh, bao gồm cả limonene, có thể giúp tăng cường tâm trạng của bạn và chống lại căng thẳng để chống trầm cảm và lo lắng. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận những phát hiện này ở người, nhưng thưởng thức chanh trong đồ uống là món tráng miệng yêu thích của bạn như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh có thể có lợi. 7. Lựu. Lựu ngon, bổ dưỡng và tràn đầy lợi ích sức khỏe làm cho chúng trở thành một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn uống. Giống như các loại trái cây khác, chúng rất giàu vitamin C và chất xơ, nhưng cũng chứa rất nhiều vitamin K, folate và kali. Thêm vào đó, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn lựu có thể cải thiện trí nhớ của bạn. Điều này có thể giúp những người bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm khả năng tập trung do hóa trị liệu. Một nghiên cứu ở 28 người cho thấy rằng uống 235ml nước ép lựu mỗi ngày trong 4 tuần đã dẫn đến tăng hoạt động của não và cải thiện trí nhớ. Hơn nữa, các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng lựu có thể giúp giảm đau khớp, một tác dụng phụ phổ biến khác của phương pháp điều trị ung thư như hóa trị liệu. 8. Dâu tằm. Dâu tằm là một loại trái cây đầy màu sắc từ cùng một gia đình như quả sung và quả sake, hay còn gọi là quả bánh mì. Chúng đã được sử dụng để điều trị ung thư trong nhiều dạng thuốc truyền thống, và nghiên cứu mới nổi đã bắt đầu xác nhận
tác dụng chống ung thư, tiềm tàng của chúng. Dâu tằm là một trong số ít các loại trái cây giàu cả vitamin C và sắt, có thể giúp bảo vệ chống thiếu máu do phương pháp điều trị ung thư. Chúng cũng có hàm lượng chất xơ thực vật cao gọi là lignin, được chứng minh là có khả năng tăng cường chức năng miễn dịch và tiêu diệt tế bào ung thư trong các nghiên cứu về ống nghiệm. Các nghiên cứu bổ sung là cần thiết để đánh giá nếu ăn dâu với số lượng bình thường có thể có lợi trong và sau khi điều trị ung thư hay không. 9. Lê. Lê có nhiều tác dụng, đầy đủ hương vị và dễ dàng để thưởng thức như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Chúng cũng rất bổ dưỡng, cung cấp nhiều chất xơ, đồng, vitamin C và vitamin K trong mỗi khẩu phần. Đặc biệt, đồng đóng vai trò trung tâm trong chức năng miễn dịch và làm giảm khả năng nhiễm trùng cơ thể của bạn. Điều này có thể có lợi trong quá trình điều trị ung thư. Giống như các loại trái cây khác, lê có thể chứa các hợp chất chống ung thư mạnh mẽ. Trên thực tế, một nghiên cứu trên 478.000 người cho thấy rằng một lượng táo và lê cao hơn có liên quan đến nguy cơ phát triển ung thư phổi thấp hơn. Anthocyanin, một loại sắc tố thực vật được tìm thấy trong quả lê, cũng có liên quan đến việc giảm sự phát triển ung thư và hình thành khối u trong các nghiên cứu ống nghiệm. 10. Dâu tây. Nhờ hương vị tươi, ngọt, dâu tây là món khoái khẩu của những người yêu thích trái cây. Chúng rất giàu vitamin C, folate, mangan và kali, cùng với các hợp chất chống oxy hóa như pyrrolidine. Ngoài việc chứa lượng dinh dưỡng ấn tượng, dâu tây có thể cung cấp một số lợi ích cụ thể để phục hồi ung thư. Đầu tiên, dâu tây chín mềm, làm cho chúng phù hợp với những người khó nuốt. Hơn nữa, một nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng việc cung cấp dâu tây đông lạnh cho chuột đồng bị ung thư miệng đã giúp giảm sự hình thành khối u. Một nghiên cứu khác trên chuột cho thấy chiết xuất dâu tây giúp tiêu diệt tế bào ung thư vú và ngăn chặn sự phát triển của khối u. Điều đó nói rằng các nghiên cứu chất lượng cao là cần thiết để xác định xem dâu tây có tác dụng chống ung thư ở người khi ăn như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh hay không. 11. Anh đào. Anh đào là một loại trái cây đá thuộc cùng chi với đào, mận và mơ. Mỗi khẩu phần anh đào cung cấp một lượng lớn vitamin C, kali và đồng. Loại trái cây nhỏ này cũng là một nguồn chất chống oxy hóa tốt như beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Tất cả đều có thể có lợi cho sức khỏe của bạn. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chất chống oxy hóa có trong quả anh đào có thể giúp làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư. Ví dụ, một nghiên cứu ống nghiệm cho thấy chiết xuất anh đào đã giết chết và ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư vú. Một nghiên cứu khác trên động vật đã quan sát những phát hiện tương tự, lưu ý rằng một số hợp chất được tìm thấy trong quả anh đào chưa làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư như ruột kết ở chuột. Tuy nhiên, những nghiên cứu này dựa trên phân tích tác dụng của chiết xuất anh đào đặc. Nghiên cứu bổ sung là cần thiết để đánh giá nếu những phát hiện này cũng áp dụng cho con người khi anh đào được ăn với số lượng bình thường. 12. Đậu đen. Đậu đen là một loại quả mọng đáng chú ý vì vị ngọt, nhưng hơi đắng và màu tím đậm. Loại trái cây phổ biến này có nhiều vitamin C, mangan và vitamin K. Đậu đen cũng chứa một loạt các chất chống oxy hóa, bao gồm axit ellagic, axit gallic và axit chlorogen. Theo một nghiên cứu, ăn quả mọng có thể giúp bảo vệ chống lại sự phá hủy ADN, vô hiệu hóa các hợp chất có hại được gọi là gốc tự do và làm chậm sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư. Các nghiên cứu khác về ống nghiệm và động vật cho thấy quả mâm xôi có thể bảo vệ sức khỏe não bộ và tăng cường trí nhớ, có khả năng ngăn ngừa một số tác dụng phụ của hóa trị liệu. Tuy nhiên, các nghiên cứu tiếp theo là cần thiết để xác định xem quả dâu đen có mang lại lợi ích tương tự ở người hay không. Ăn một số loại trái cây có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn, đặc biệt là trong và sau khi điều trị ung thư. Nhiều loại trái cây cung cấp chất chống oxy hóa
để giúp chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư và thậm chí có thể cung cấp các lợi ích sức khỏe khác để giúp giảm bớt các tác dụng phụ nhất định của điều trị. Những loại trái cây tốt cho sức khỏe này kết hợp với chế độ ăn uống đầy đủ có thể giúp bạn cảm thấy tốt nhất và giúp bạn trên con đường phục hồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.